Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne et bienvenue sur notre nouvel point de grammaire. C'est tout petit point, mais je trouve que c'est très important pour vous. Ok, donc regardez sur notre tableau. Oui, le titre c'est le temps. Oui, le temps. Le temps, dans le temps, il y a quatre points. Je vais vous montrer aujourd'hui le point, la date et le point les jours, le mois. Et la saison. Et les saisons. Ouais, les saisons ou la saison. Donc aujourd'hui, on va parler de chaud. Ouais, la date et les jours. Ok. Donc, il y a un check. Il y a un peu de temps. 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 Il y a On va voir ensemble. La date. Oui, la date. Pour indiquer une date, on utilise nous sommes ou on est plusieurs. Mais là, on va voir hai de prap en pi. On va voir. Ngày mà, ok. Chẳng dừng từ sắc xa là ta ông nè bên nào ông nè bên nào nous sommes, ok. Bên nào c, ok. Nè, khăn cầm là nous sommes le 21. Đấy. Nous sommes le 21 juin. Mình là dừng nơi dừng thật nơi nơi ngày tí mà phai muối, ok. Thật nơi ngày tí mà phai muối. Khai. Mi thu nè, ok. Chẳng ngày nó dừng. Đây ưu tiên hóa nè, dương khẩn thay tìm một phần mỗi khai mi thôn à. Chắc là bê đại dương trong phép kia thả dương là ngày tìm màn. Ngày tìm bằng màn khó bì ngày ấy. Ok, ưu thọ ra ngày ngày tìm đọc bì, ngày ngày tìm phần mỗi, ngày ngày tìm phần bớt, phần bầy. Vẫn tại, bần dây em bì ngày chăn kia bút. Xem cái này, ok. À mùi ca bà đại trẻ ngày tí, à mùi ca bà trẻ ngày chăn kia bút hòa. Ok, chắc ngày dương dây em bì à ngày tìm này. Nè, à lên một phần mỗi này. Ok, vẫn theo dọn, ok. Anh ấy cứ xem cái từ xe, nó không ngả từ rung từ dây nữa. Anh ấy chạy tới nằng gram mét trời mù. Nên bây giờ từ rung quay cho cô, ok? Gram mét. Ông nè lang đi, vậy ông nè lang đi, ông nè lang đi, ok? Ông nè lang đi. Ngày này ngày chăn, anh ấy xem can gì? Xe lang đi, ông nè lang đi ấy. Cứ xem tay, ô gà lên này, cái đạn buông cho này. Alo gà, chắc nó không bị sàn này dễ. Chính anh dạy bạn á, alors là anh dạy on est lundi, on est mercredi, on est vendredi, on est samedi, oui, c'est dimanche, oui c'est dimanche. Chẳng là không có biết sao, chính anh dạy bạn tha ngày chăn kia bột hoa, ngày này tân, ngày này sóc sai chẳng tay, ok. Bạn ta không biết sao, sẽ nhận thử gì ở trên gì nhé. Nú số mới lừa chẳng không, ok. Anh ấy chỉ tầm rung quay cho cô mới đài nhé. Ok, ở đây dùng một hàng cầm nhé. Hàng cầm người ta tha. L'article précède toujours la date. Oui. Chẳng hạn, article là nó bị mục. Bị mục này. La date nó có thể tầm miên trên đây chỉ cảm. Chẳng hạn, bây giờ dưới anh dễ em biết trong phép khi thà. Ngày này ngày tìm phải mùi. Cho năm nè. Ngày này ngày tìm phải bờ. Cho năm nè. Ngày này ngày tìm phải bấy khai nè. Cho năm nè. Cứ dân thử phở lơ này trên đây. Ok. Ở thò này nè. Phnom Penh le 26 juillet 2020. Chẳng Phnom Penh ngày thì mình phải mùi khai cả đá cho năm people là phải. Cũng phải đã lơ này nè. Cô bé này dân trong phép cái thà dân nơi ngày na. Ngày na ngày na dân. Phép cái thà dân nơi cái lại na ấy. Ngày tìm mà ngày tìm mà chẳng. Đã mà nè. Thì đã lơ. Ok. Ok. Nó đang chọc mà xa dường. Chọc mà xa dường là đặt. Ở đó dân có lẽ dân mới lê ruộng đó. Chẳng rúa vì không bị đặt rúa cứ nó bây giờ cái gì bị rúa cứ cái gì bị ngày tì à ngày khai ngày mình khai ngày chăn kia bột và hoa sọc sai ở tận nè chẳng không mà sao mà đam miên bẩn bẩn ngày này chẳng cái anh không nên cho anh không nên bay trời cho bay bị ngày tì chỉ mua nắng ngày tiếp gì nè ngày gì chẳng như hiện bị ngày một lần nè lang đi với ai smart ha nè với ai smart tầm rong pin nè với mình tầm rong biết nè lang đi với smart sơ lang đi. Lundi, je suis à Kampong, Kampong Cham. Lundi, je suis à Kampong Cham. Rồi có bị ai xem ta? Sơ lundi, je suis à Kampong Cham. Chứ ngày chan. Chan này, ngày chan này, nhóm nâng tay Kampong Cham.
ថ្ងៃច័ន្ទខ្ញុំនៅកំពង់ចាមថ្ងៃច័ន្ទខ្ញុំនៅកំពង់ចាមណាថ្ងៃច័ន្ទខ្ញុំនៅកំពង់ចាមមានថ្ងៃច័ន្ទគឺគាត់នៅកំពង់ចាមអាចច័ន្ទក្រោយគាត់មាននៅកំពង់ចាមអាចច័ន្ទមួយទៀតគាត់អាចនៅសៀមរាបអាចច័ន្ទមួយទៀតគាត់អាចនៅប្រវត្តិអីចឹងដែរឧទាហរណ៍អញ្ចឹងថ្ងៃច័ន្ទនេះវាអត់បញ្ជាក់ថាជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទទេអូខេប៉ុន្តែគាត់គាត់ប្រាប់ថាថ្ងៃច័ន្ទនេះខ្ញុំនៅកំពង់ចាមអូខេឬក៏ថ្ងៃច័ន្ទខ្ញុំទៅកំពង់ចាមណាអញ្ចឹងអានឹងតើតើនឹងឡានឌីឬក៏វាស្មើនឹងសឺឡានឌីឥឡូវយើងក្លែកមួយទៀតណាក្លែកមួយទៀតលឺឡានឌីលឺឡានឌីលឺឡានឌីវាស្មើទូលេឡានឌីមានន័យថាជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលដែលគេសេលឺឡានឌីអញ្ចឹងបើសិនជាទម្លាប់បើសិនវាជាទម្លាប់ថាជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទយើងទៅផ្សារអញ្ចឹងយើងប្រើលឺឡានឌីបើសិនជាមិនមែនជាទម្លាប់របស់យើងមិនថាវាមិនមែនគាត់ឲ្យថ្ងៃច័ន្ទយើងទៅថ្ងៃច័ន្ទយើងទៅយើងកុំដាក់ឡានឌីយើងដាក់ថ្លាំងឌីយើងកុំដាក់លឺឡានឌីយើងដាក់ថ្លាំងឌីទៅទេទៅបានអូខេអញ្ចឹងអានេះជាភាពខុសគ្នាមួយដែរអ្នកនរគ្នាឆ្ងល់ថាចុះពេលខ្លះក៏មានលឺពេលខ្លះក៏អត់មានលឺអូខេពេលខ្លះមានលឺឡានឌីពេលខ្លះអត់មានប៉ុន្តែយើងអានសៀវភៅទៅយើងឆ្ងល់ចុះឥឡូវនេះវាមូលហេតុអីវាអូខេឥឡូវយើងបញ្ជាក់ឲ្យអ្នកគ្នាបានយល់ថានៅពេលដែលគេដាក់ថាលឺឡានឌីគឺមានន័យថាទូលឡានឌីអញ្ចឹងមានន័យថាជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទអូខេជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទយើងនឹងធ្វើអីទៅតាមដែលយើងដាក់មកណាឥឡូវយើងមកឧទាហរណ៍មកគេណាគេដាក់ថាLe lundi et le jeudi, je suis à Lyon. OK? អញ្ចឹងមានន័យថាជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហោះគឺខ្ញុំនៅទីក្រុង Lyon. OK? អញ្ចឹងអានេះគឺជាចង់និយាយថាជាអាចថាជាទម្លាប់របស់គេឬក៏ជាការងាររបស់គេលក្ខខណ្ឌរបស់គេគឺត្រូវតែថ្ងៃច័ន្ទហើយនិងថ្ងៃប្រហោះគឺគេទៅដល់ Lyon. OK? ជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទហើយនិងថ្ងៃប្រហោះ. OK? អញ្ចឹងសរុបមកវិញសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាតន់តែតឹងទៅនឹងរបៀបនៃការប្រើប្រាស់La date et les jours. OK, មកច្រឡំគ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងនៅសល់ពីរទៀតគឺ le mois et la saison ឬក៏ le saison បើសិនជាក្នុងពហុវចនៈអូខេថ្ងៃនេះយើងចប់ប៉ុណ្ណេះសិន Merci pour d'être avec nous.